Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình và mình là MyGamer. Thì trong video hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái vấn đề cực kỳ là quan trọng. Đó chính là cái chế độ Sơn Vương mà các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình ở đây. Thì cái chế độ này đã bị xóa bỏ khỏi trò chơi khoảng tầm một năm trước. Và cái lý do nó bị xóa bỏ ở đây đó chính là vì cái sự ít người chơi của nó. Cái chế độ này cực kỳ ít người chơi và chỉ cần khi nào mà người chơi vào cái chế độ này thì họ sẽ skip và họ sẽ quit. Họ sẽ nói chung là họ sẽ rời cái trận đấu và họ sẽ không tiếp tục chơi cái chế độ này. Và cái chế độ này đã được ra mắt gần đây trong cái phiên bản test server khoảng tầm 3 tuần trước, 1 tháng trước, đại loại là như vậy, không nhớ rõ lắm. Và mình đã có làm, mình đã record, mình đã có ghi hình ở tầm vài cái video và các bạn sẽ thấy được những cái sự thay đổi lớn ở đây. Ví dụ như là một cái hiệu ứng hình ảnh rất là đẹp ở đây khi mà chúng ta bắt được một cái cột mốc. Và lý do mà tại sao cái chế độ này nó thực sự là không ít người chơi vậy, tại vì nó cần một cái kỹ năng thực sự cao. Cái chế độ này không phải là đơn giản để đùa đâu anh em ơi. Nếu như các bạn không biết cách chơi thì nó sẽ là một chế độ nó không phải, thì nó sẽ là một cái chế độ mà các bạn sẽ không thích chơi, thực sự như vậy. Và nếu như các bạn biết cách chơi, các bạn đặc biệt là các bạn phải có tinh thần team building, team working, là cái như kiểu là các bạn phải hoặc phải chơi cùng đồng đội thì nó sẽ cực kỳ là dễ cho các bạn. Và cái chế độ này đã được ra mắt trong phiên bản test server, cho nên là mình sẽ record, mình sẽ gửi ở trên test server, chứ còn bản live server thì hiện tại nó không còn chế độ này nữa. Và một cái câu hỏi đặt ra đó chính là liệu nó có thể quay trở lại với trò chơi trong năm nay không, đặc biệt là cái phiên bản 5.2 hoặc là 5.3 hoặc là cao hơn nữa. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu câu trả lời ở đây. Khi mà cái quy tắc chính của chế độ này đó chính là các bạn phải có tính kiên nhẫn để làm sao khi mà các bạn đứng ở bên trong cái cột mốc được giải phóng hình màu xanh thì các bạn sẽ có thêm một vài những cái điểm tích cực nữa ở trên cái thanh sinh mệnh của các bạn. Những cái chế độ kia thì cái thanh sinh mệnh nó sẽ bị tụt dần, nhưng riêng cái chế độ này thì cái thanh sinh mệnh nó lại tăng dần đó. Mình cực kỳ thích cái chế độ này tại vì là nó rất dễ để giúp cho các bạn có thể leo hạ thành công. Cái chỗ này không cần các bạn phải có quá nhiều đồ, các bạn không cần phải max level 12 MK2 làm cái gì. Các bạn chỉ cần một con robot co xác thôi, nhưng nó giúp cho các bạn được đạt vị trí top 1, tại vì các bạn chỉ cần đứng vào trong cột là các bạn sẽ được thành công. Và đa số hầu hết 80% người chơi khi ở chế độ này thì họ, không phải mình xin lỗi, mà là đa số 80% người chơi trên chiến trường bất kỳ một chế độ nào thì họ cũng chỉ quan tâm ở việc combat, hay còn gọi là việc quánh nhau, quánh nhau anh em ơi. Chứ còn ví dụ kiểu như bảo là đứng vào cột xong rồi đợi một lúc cho nó hết cái màu xanh để chuyển sang màu trắng thì họ không tính kiên nhẫn thực sự như vậy. Nhưng nếu như anh em biết cách chơi, anh em lựa đúng thời điểm anh em sử dụng co xác thì anh em không cần đồ MK2, anh em chỉ cần đồ MK1, kể cả level 1 luôn, nhưng anh em vẫn xếp hạng mục, đó chính là anh em xếp thứ nhất, kể cả thủ thắng thua em vẫn được cộng điểm. Đó chính là cái hay của cái chế độ này. Và mình nhớ rằng là những cái những cái nhiệm vụ ở trong những cái event đặc biệt ấy, mà cái hồi mà cái chế độ Sơn Vương này có, chính là các bạn phải giành được bao nhiêu điểm khi ở chế độ này đó. Cũng rất là dễ, không khó khăn gì, nhưng nếu các bạn phải biết cách chơi, chứ nếu như các bạn mà không cách chơi, các bạn cứ lao ra ầm ầm như vậy mà để cho team bạn nó bắt được thì thôi, các bạn sẽ không còn bất kỳ một cái điểm nào trên cái cột nữa đâu. Và các bạn có thấy được rằng cái hiệu ứng hình ảnh rất là đẹp khi mà chúng ta giải phóng cột mốc như thế này, và mình thực sự thích cái hiệu ứng này, nhưng mà rất không may. Và khi mà chơi chỗ này thì các bạn nên mang một con Strider cho mình nhé. Nếu các bạn có Strider rất thì rất tốt, nếu không thì các bạn mang Pusua, Kumihu hoặc là các bạn mang Loki. Đặc biệt Loki cực kỳ tốt trong cái chế độ này luôn. Loki mà kết hợp với King of the Hill, vua núi đồi, hay còn gọi là Sơn Vương theo cái từ Hán Việt, thì sẽ cực kỳ là tuyệt vời, với cái tốc độ max của nó là chính là 80 km/h khi ở cái trạng thái là không có vũ khí đấy. Không cần biết là màu đỏ hay xanh, nhưng mà chỉ cần là được giải phóng thì anh em có thấy là cái hiệu ứng cực kỳ đẹp đấy, mình rất thích cái này luôn. Nếu như King of the Hill mà được ra mắt vào cái phiên bản một phiên bản cao hơn nữa trong năm nay thì mình sẽ đề nghị với Psyonix là mang cái hiệu ứng này vào, nếu như họ chưa có, hoặc nếu mà họ có rồi thì sẽ rất là tuyệt vời. Và ngay tức chiếc cột sẽ được giải phóng sang màu xanh, và sau đây mình sẽ chia sẻ cho anh em một số những cái lưu ý cần thiết khi anh em chơi chế độ này. Thứ nhất là anh em không bao giờ được đứng quá gần cái cột khi mà có team địch ở đây, tại vì cái team địch của team chúng ta sẽ giao tranh bất cứ lúc nào, cho nên là nếu như anh em muốn thực sự bắt được nhiều cột mốc thì anh em không nên giao tranh quá nhiều.
khi mà anh em sử dụng quá nhiều robot anh em chết đi rồi thì cái thật ra ấy, khi ở cái chế độ này thì sát thương của các bạn cao nhất trong đội các bạn vẫn xếp thứ best nếu như cái điểm số các bạn ở trong cái cột mà các bạn đã giải phóng đều là con số 0. Các bạn hiểu không? Cái điểm mà các bạn hút được từ cái cột màu xanh chuyển đến cái thanh sinh mệnh của bạn chỉ là con số 0. Nhưng cái sát thương của bạn là ví dụ là 10 triệu cứ cho các bạn cứ tăng bốc là 10 triệu đi nhưng các bạn vẫn xếp thứ best và các bạn vẫn sẽ bị trừ cái điểm hạng rất là nhiều. Cho nên là trong cái trường này các bạn không nên giao tranh quá nhiều, giao tranh chỉ khi cần thiết thôi. Và một cái lưu ý thứ hai chính là các bạn hay nên mang những con robot có sự cơ động cao, Kumihu, Pusua hay là Strider hay là Hellburner hay là Loki cũng rất là tuyệt vời thưa anh em. Đây, ở đây thì mình đã giải phóng được rất nhiều cột rồi, cho nên là bây giờ mình có đủ thời gian hơn nữa để có thể giao tranh ở đây. Và chúng mình mang Blitz, Haichi, Bulwark, Strider và Ares. Và một cái hiệu ứng nữa trong cái phiên bản test server lần này đó chính là cái khiên xanh, khiên vàng, khiên tím được làm lại giống hệt như cái graphic của cái phiên bản beta của Steam rất là đẹp, nó gần giống như vậy. Và đây là bản beta, đây là bản test server beta trong cái khoảng tầm 3 tuần 1 tháng trước nhá anh em nhé, không phải là của hôm nay đâu. Nếu hôm nay thì thực sự là mình cũng đã không làm cái video này. Ok, suppress tất cả cái đàn áp tất cả những vũ khí của kẻ thù và sau đó thì tất cả kẻ thù đang nấp vào sau chiếc cột. À quên mất, có vài điểm nữa mà mình muốn anh em lưu ý, đó chính là xung quanh những chiếc cột luôn luôn để những cái xung quanh những cái cột mốc luôn để những cái bức tường để cho anh em có thể dựa vào để khi mà anh em đứng yên một chỗ để ăn những cái điểm mà cái cột nó hút vào cái thanh sinh mệnh thì anh em sẽ không bị làm sao. Ví dụ là kẻ thù sử dụng Spark, Calamity hay là Scourge hay là Pulsar Shredder hay là Corona hay là gì đó, bất cứ một cái vũ khí gì, Taran chẳng hạn, thì anh em có và dựa vào những cái chiếc cột thì nó giống như cái khiên vật lý vậy, nhưng mà nó sẽ không giới hạn độ bền để sau khi cho anh em giải phóng cột mốc thì anh em vẫn không bị mất chút máu nào. Nhưng mà các bạn phải dè chừng khi mà tên bạn sử dụng Avalanche hay là Pinata hay là ODB hay là bất cứ một vũ khí gì khác hay là như là Exodus. Ok, suppress con Invader và giành được một kill. Cái setup đó chính là Spark này cực kỳ mạnh. Nếu như các bạn biết chơi đúng cách như thế này thì mình tin chắc rằng cái con Blitz nó không phải là có quá yếu ớt đâu. Mình mang Bulwark vào đây thực sự không phù hợp cho lắm, tại vì là con Bulwark nó khá là chậm chạp và nó chỉ là một con tank để giúp bảo vệ đồng đội để giải phóng cột thôi. Nhưng mà thực ra mình sử dụng con Bulwark ở cái thời điểm đấy là mình muốn test xem cái setup line, đó chính là Avenger và Viper. Và mình đang định build cái khẩu Viper để làm setup line thăng 4, một cái tập 4 trong cái series setup line của mình. Và mình cảm thấy nó khá là mạnh, ngay cả những người trong top clan, cái clan battle thì họ cũng sử dụng cái setup này. Nó phải cho thấy một cái sự gì đó cực kỳ hiệu quả. Và mình sẽ nghiên cứu thêm và phân tích về cái lối chơi này để nếu như ok thì mình sẽ ra một cái video, mình sẽ sản xuất ra một cái video riêng nói về cái setup line tập 4 trong cái series đó về Avenger và Viper. Ok, mình đã dot damage overtime con Ares quá nhiều và sau đó thì nó phải chịu lấy dot effect và dần dần nó sẽ bị die. Thì anh em, last stand được kích hoạt và sau đó thì chúng ta sẽ phá vỡ cái khiên vật lý của Lancelot ở đây. Boom, triple kill cực kỳ dễ dàng anh em ơi. Ok, giết xong Lancelot thì bị Ares sử dụng khiên và giết chúng ta. Mình mang setup hai chi ở đây với cái setup là Bunsa, tại vì là mình sợ là kẻ thù sẽ chiếm đóng cột và sau đó thì chúng ta sẽ đứng từ xa để rỉa, để khóa chân kẻ thù không cho nó có thể giải phóng được cột mốc ở đây. Nhưng mà cũng không ăn thua anh em ơi. Ba Ares, ok, đây chỉ là phiên bản test server. Nếu như mà Ares mà nó không phải nếu như nó đã trở thành hiện thực rồi anh em ơi. Ares được vào sản xuất và rất nhiều người đang build cái con Ares và sử dụng, cho thấy rằng là nó có một cái sức hút cực kỳ là rõ ràng khi mà cái sức mạnh của nó đã tỏ ra. Đánh bại và sau đó thì chúng ta thua trắng trợn khi mà chẳng có ai trên một chiến trường nữa cả. Và ở đây chúng ta, anh em thấy chưa, cái sát thương nó không quan trọng, nó không quyết định tất cả, nhưng mà anh em hãy nhìn vào cái số điểm cột mốc mà anh em bắt được. Cái điểm cột mốc nhá, không phải là cái số cột mốc anh em bắt được đâu, cái điểm mà cột mốc anh em bắt được
chính là cái phía bên cạnh tên của mình cho phần bản test server đó. Và anh em cảm thấy video này nó như thế nào? Nếu anh em cảm thấy video hay, đừng quên bỏ lại một like dưới phần video và chia sẻ cái cảm nghĩ của các bạn về cái chế độ này, cái chế độ King of the Hill, Sơn Vương, Vua Núi Đồ, để xem là nó có nên quay trở lại vào cái World Boss trong cái năm 2019 hay không. Và các bạn chưa đăng ký kênh đấy, các bạn đăng ký để luôn cập nhật những video mới nhất khi mình tải lên nhé. Tạm biệt anh em và hẹn gặp lại trong những video lần sau.